Thưa quý vị, từ nhiều năm nay, chi bộ Bảo hiểm xã hội quận Ngũ Hành Sơn luôn là điểm sáng trong phong trào học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ở đơn vị, việc học tập và làm theo lời Bác gắn liền 5 trụ mực đạo đức của ngành và phong trào tiết kiệm, gây quỹ, thực hiện công tác, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội với phương châm biết ơn và lan tỏa yêu thương. Nhân sự kiện ngày 20 tháng 10, ngày tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, cán bộ Bảo hiểm xã hội quận dành tặng đến người mẹ đặc biệt của mình, mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Thắng, món quà yêu thương. Những đứa con trở về bên mẹ sau bao ngày xa cách, ngóng trông. Hơn 7 năm, đơn vị nhận phụng dưỡng mẹ suốt đời. Thì chừng ấy thời gian, các thành viên của đơn vị trở thành người thân của mẹ, dù mẹ Thắng ở Hòa Quý hay nay đã chuyển về xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đơn vị vẫn đều đặn đến thăm nom mẹ. Có cái tình cảm đối với lại gia đình, với mẹ, với bảo hiểm là thấy rất chi là tuyệt vời. Với phương châm biết ơn và lan tỏa yêu thương, trong những năm qua, toàn thể các bộ, nhân viên đơn vị hưởng ứng tích cực phong trào tiết kiệm, trích tiền lương, tiền thưởng gây quỹ với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Đơn vị nhận bảo trợ dài hạn học sinh vượt khó học giỏi, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, thì trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn những phần quà san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch. Giáo dục truyền thống cách mạng cho tất cả cán bộ viên chức trong đơn vị. Cho nên trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã có đưa ra những cái trong nghị quyết của chi bộ là có phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Thứ hai là chúng tôi cũng đã vận động trong cán bộ viên chức là luôn luôn là đóng góp một phần vào khuyến học trên địa bàn của quận. Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội là những hành động cụ thể, thiết thực mà mỗi cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị gửi gắm thông điệp. Học Bác không nhất thiết là phải làm những việc lớn lao, mà học Bác chính từ những điều giản dị, đơn giản, sẻ chia và lan tỏa yêu thương.